Thưa quý vị, trong chuyên mục Mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 9090. Đây là số căn hộ được bán ra trong quý 1 năm 2016 theo số liệu của công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản CBRE. Theo báo cáo của CBRE, số căn hộ bán ra trong quý đầu tiên của năm 2016 đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu bán hàng, phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng cao nhất với 41%, theo sát là phân khúc trung cấp với 39%. Hai dự án ăn khách nhất trong quý 1 lại là dự án Nightview và Dream Home Palace. Các hai dự án này đều thuộc phân khúc bình dân và đã thu hút được rất đông khách hàng đứng chờ dưới nắng ngay trong đợt mở bán đầu tiên. Điều này cho thấy phân khúc bình dân và trung cấp vẫn sẽ tiếp tục chi phối thị trường nhà ở, đặc biệt là với các căn hộ quanh ngưỡng giá 1,5 tỷ đồng. Xét về giá cả, giá bán bất động sản trung bình trong quý 1 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng nhẹ 1,2% so với quý 4 năm 2015. Phần lớn tập trung ở những dự án có vị trí tốt và những dự án hạng sang khu trung tâm như Madison, Vinhome Golden River và Sài Gòn Maiden Tower.